Chị Phạm Thị Duyên, học viên lớp tạp chí Liên Tâm trình độ căn bản, khóa 173, bị đau ở đầu gối do chấn thương thể thao, đã đi chữa nhiều nơi, gặp nhiều thầy nổi tiếng và tốn kém khá nhiều tiền. Thậm chí có những khi tiền khám chữa và tiền thuốc lên đến tận 3 triệu 600 ngàn đồng một ngày mà vẫn không khỏi. Vậy mà chỉ sau khi được tác động bằng tạp chí Liên Tâm lần đầu tại lớp học, chị Duyên đã thấy ngay có sự thay đổi rõ rệt nơi đầu gối. Chị tự đứng lên ngồi xuống được dễ dàng, điều mà lâu nay chị đã hết hy vọng đạt được. Tôi Phạm Thị Duyên, tôi đang công tác ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cái nhất là cái đau vai gáy của tôi, cũng cái nhất là một khả năng này bệnh của tôi là khi là cái sống cái cổ nó bị chèn ấy là máu đưa nặng kém, cho nên là cũng hay bị giò. Bắt đầu nó có giảm dần, nhưng mà sang cái buổi thứ ba thì hoàn toàn là tôi khỏi. Thế sau khi khỏi xong thì tôi cũng trong đầu tôi là tôi chưa có đi học cái lớp này, thế nhưng mà khi thấy thế thì tôi thích cái môn cảm xạ. Thế nên là sau khi mà là như thế rồi thì bởi vì là tôi thấy rằng là bản thân tôi thì tôi cũng hay đi, gọi là mọi người cứ đau vai gáy thì tôi cũng hay đi rờ tôi bấm, nhưng mà về đến năm nay thì tôi không tiếp. Nhưng mà sau khi mà thấy cái vai gáy nó ổn thì tôi biết rằng là khả năng cái này nếu mà mình làm được là mình có thể mình giúp đời được, hoặc bạn bè anh em là mình cũng có thể là mình làm được. Bởi vì cái vấn đề mà bản thân tôi cũng cảm nhận được cái vấn đề cái chỗ mà các cái chỗ đau của bệnh của các của mọi người. Thế thì hôm nay cái nhất cái hai hôm nay thì cái đầu gối của tôi thì tôi đánh tennis, thế là vì là cứu quả bóng, cho nên là hơn một năm nay là tôi đi nó thành tật đấy, đi tôi đi xuống tận dưới Ý Yên để tôi xếp xương 3.6 triệu. Một lần hết 3.6 triệu thì cho chai thuốc tôi về thì cũng không ăn thua. Xong tôi lên Bà Tí ở Bắc, ở đợt 2 Bắc Giang hai lần, bà cũng giật lại cái đau nó kiếm người đi, nhưng mà lúc giật nó dễ chịu thôi, nhưng về đâu nó vẫn đã hoàn đấy. Đấy, cho nên tôi thì cũng cứ xong đến tôi lại cũng đưa ra hiểu mọi người mù, nó cũng làm cho tôi cũng phải dáng rồi á, thì nó cũng đỡ đấy, nhưng mà nó đỡ thì nó phải gấp hẳn cái chân mà nó chưa gấp được. Đấy, thế thì bây giờ là đi đánh bóng lại được, mà không có khả năng là bây giờ đến tuổi này rồi thì chắc là cũng từ bỏ sân, mà bạn bè cũng bỏ thôi, chị ra đây cho nó vui đi, mà thôi chắc là từ bỏ. Nhưng cái đấy thì tôi cũng chưa nghĩ rằng là nó chữa được, bởi vì tôi đi nó cũng toàn thầy cao thủ rồi, và Tí là cũng rất là tay nổi tiếng rồi. Thế hôm nay thì là tôi mới cũng thực ra thì tôi cũng tin rằng là nó thế, tôi bỏ tôi thử đây thầy em nào. Thì đúng là chân tôi là khi mà mình giật thế là nó là chân cao chân thấp, tôi bản thân tôi nhìn thấy là nó một chân cao một chân thấp là mình cũng thấy nó có thể tổ. Thế thì hôm nay là thầy bấm tôi một buổi thì cái chân tôi thì trước giờ cũng bao giờ tôi ngồi sụp được, cái nhất cái hai nữa chưa bao giờ được gấp được cái nửa chừng. Nhưng hôm nay tôi ngồi sau khi mà bấm xong thầy bấm cho tôi buổi hôm nay thì tôi thấy rằng là cái chân là tôi đã đưa hẳn vào tận trong đùi được, cái gót chân tôi đã đưa trong đùi được thì tôi thấy rằng là rất là sảng khoái. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi.
thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà Dư Quang Châu.